xem tử vi hằng ngày của 12 con giáp ngày 9 tháng 9 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý. Công việc, vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy. Còn giáp này bắt tay vào việc khởi đầu công việc một cách suôn sẻ và dễ dàng. Quyên người tuổi này cần nhạy bén hơn trong việc nắm bắt thời cơ trước mắt để thể hiện tốt năng lực của mình. Mọi đánh giá của cấp trên đều thông qua biểu hiện của con giáp này. Tình cảm Vận trình tình cảm có chút bất ổn, một vài xung đột nhỏ xảy ra cũng đủ làm lung lai lòng tin vào mỗi quan hệ tình cảm hiện tại của cả hai. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu khó tìm được sự ủng hộ từ người lớn nên ý định tiến tới lâu dài, đang bị ngăn trở tài chính, vận trình tài lộc bình ổn. Không có nhiều cơ hội để người tuổi tỷ cải thiện nguồn tài chính, nhưng bản mệnh vẫn có được sự thoải mái nhờ sổ du rụng rỉnh trong ngày. Cẩn trọng, nên thận trọng hơn trong việc thể hiện cảm xúc cá nhân để tránh làm mất lòng người khác. Tuổi giáp tỷ, đừng vội vàng trong bất cứ quyết định. Tuổi bính tỷ, hiểu lầm nói tiếp tình cảm lửa đôi rạn nứt. Tuổi màu tỷ, thể trạng mệt mỏi, sức khỏe suy giảm. Tuổi canh tỵ không phải lo lắng về chuyện tiền bạc về sau. Tuổi nhâm Tý may mắn gõ cửa, hãy nhanh tay đón lấy. Con số may mắn số 54, số 9, màu sắc may mắn, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc Phần trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Vấn đề còn còn giáp này lưu tâm nhất trong hôm nay chính là bài học về lòng tin. Bởi vì tính cách chân thành, thật tâm và nhạy dạ cả tin nên con giáp này luôn trở thành đối tượng để kẻ xấu lợi dụng không thường tiếc. Tình cảm Vận trình tình cảm ngập tràn tình vui, may mắn che chở mở ra cho người tuổi sửu không ít những cơ hội thể hiện tình cảm đã cất giữ trong lòng bấy lâu. Đây cũng là thời điểm thích hợp để đo lường yêu nhau, thúc đẩy tình cảm hiện tại. Tài chính vận trình ta lộc lên bổng xuống trăm, tử vi ngày hôm nay dự báo có nhận tín hiệu không thay đổi với vấn đề tiền bạc, cần đề phòng hòa hao tài tổn của. Cẩn trọng cần lưu ý kỹ càng nếu có ý định chuyển đổi công tác. Tội ất sử nên dựa vào sức mình phận hơn. Tội đền sử chỉ cần mở lòng tình yêu sẽ đến. Tội kế Sửu đừng lơ là với sức khỏe của bản thân. Tuổi tân sửu không nên giữ giữ thù hận trong lòng. Tuổi quý sửu công việc hành thông thuận lợi hơn hẳn. Con số may mắn số 55, số 3, màu sắc may mắn màu xanh đen, quý nhân phù trợ, tuổi hợi. 3. Tử về ngày của tuổi dần công việc phần trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra chưa được như mong đợi những chủ hộ đang tìm kiếm cộng sự để bắt tay vào các kế hoạch đã đề ra từ trước đó, nhưng thật khó để tìm được người có chung lý tưởng. Nếu còn giáp này có thể hạ thấp tiêu chuẩn lẫn cái tôi của mình xuống, thì mai ra sẽ dễ dàng hơn. Tình cảm Phần trình tình cảm khởi sắc Các cặp vợ chồng đều có sự thoải mái trong tư tưởng cũng như đồng điệu trong lý tưởng sống, nên không khó để dung hòa tình yêu này. Tuổi dân độc thân, cần trao chuốt cho vẻ bề ngoài hơn nếu muốn cải thiện tình trạng tình duyên trước mắt. Tài chính, vận trình ta lộc khả quan đối với những người làm kinh doanh lại càng có nhiều cơ hội để phát huy khả năng kiếm tiền trong hôm nay. Cẩn trọng, tự áp đặt và khắc khe quá mức là lý do khiến bản thân mệt mỏi. Tuổi giáp dân, cẩn trọng trong từng hành động lẫn lời nói. Tuổi bình dân, công việc ổn thỏa, lương thượng gia tăng tuổi mậu dần đo lửa thổ hiệu hạnh phúc tràn trề tuổi canh dần sinh hoạt điều độ sức khỏe được cải thiện tuổi nhâm dần đề phòng kẻ tiểu nhân đâm sau lưng con số may mắn số 7, số 86, màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi thân 4. tử vi hàng ngày của tuổi mậu công việc vận trình công việc của người tuổi mậu trong ngày hôm nay diễn ra có chút không thuận dự báo còn chấp này dễ phải đối diện với khởi đầu khó khăn khi các rắc rối cử liên tục phát sinh. Bản mệnh phải tiêu tốn khá nhiều thời gian, công sức lẫn tiền bạc để xử lý những vấn đề này nhằm không để thiệt hại lan rộng. Tình cảm Vận trình tình cảm khá biến động, người tuổi mão luôn lưu tâm tới việc bày tỏ quan điểm của mình với nửa kia, vì nếu thiếu đi một chút khéo léo thì sẽ làm bùng nổ mâu thuẫn ngay lập tức. Tài chính Vận trình ta lộc không tệ, nhờ có quý nhân nâng đỡ mà còn dắp này không phải lo lắng nhiều tới vấn đề chi tiêu trong ngày. Cẩn trọng nên thận trọng tới những vấn đề xuất hành hay trọng thổ. Tuổi ất mão trở lơ là mà hành động khinh suất dù vận may tiền bạc đang tìm tới. Tuổi Tinh mạo, chủ quan với sức khỏe bạn sẽ phải trả giá đắt. Tuổi kỷ mão tiền về đầy tay chẳng lo túng thiếu. Tuổi tân mão tình cảm gia đạo hài hòa hơn bao giờ hết. Tuổi quỷ mạo, đừng để lòng tham che mờ mắt. Con sổ may mắn, sổ 56, sổ 21, màu sắc may mắn màu trắng, Quý nhân phù trợ, tuổi mạo. năm Tử vi hàng ngày của tuổi thân Công việc Vận trình công việc của những chú rồng trong ngày hôm nay diễn ra khá dễ dàng. Sự thông minh, nhanh chỉ, chu đảo giúp cho người tuổi thân có thêm sự tín nhiệm từ cấp trên. Khi chưa hoàn thành xong công việc cũ thì bản mệnh đã nhận được những trọng trách mới, có lượng công việc trọng chất dường như cũng chẳng thể làm khó được con giáp này. Tình cảm, Vân trình tình cảm có chuyển biến khởi sắc, tuổi thân độc thân cần cởi mở cánh cửa trái tim để đón nhận những điều thú vị và tư đẹp phía trước. Để làm được điều này, bản mệnh trước tiên cần phải học cách nhớ tới những đau buồn trong quá khứ. tài chính, vận trình ta lộc xa xúc, bản mệnh không cân bằng giữa thu và chi nên khó tránh khỏi tình trạng khủng hoảng tiền bạc. Cẩn trọng, cảm xúc hỗn độn nặng nề và không hiểu rõ lòng mình. Tuổi giáp thân, sức khỏe có đôi phần suy yếu cần đặc biệt lưu tâm. Tuổi bính thân, tự tin vào năng lực bản thân dễ dàng gặt hái thành công. Tuổi mậu thân, đào hoa khoe sắc, tình duyên nở rộ. Tuổi canh thân, không nên tự giới hạn khả năng của bản thân. Tuổi nhâm thân, tình cảm gia đình cần được vùng đắp mỗi ngày. Con số may mắn số 59, số 8, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 6. Tử vi ngày của tuổi tỵ công việc. vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi hành thông. Mỗi quan hệ với cấp trên lẫn đồng nghiệp tốt đẹp đem lại cho người tuổi này nhiều sự giúp đỡ cần thiết trong quá trình xử lý công việc. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng nên quá dựa dẫm vào người khác mà quên mất đi sự cố gắng của bản thân mới là quan trọng nhất. Tình cảm Vận trình tình cảm ấm áp viên mãn con giáp này hoàn toàn có thể tin tưởng vào nền tảng tình cảm đã xây dựng bấy lâu. Sự chủ động quan tâm với đối phương dù trong những vấn đề nhỏ nhặt cũng giúp cho người tuổi tỵ vui vẻ cả ngày dài. Tài chính, vận trình tài lộc có chuyển hưởng khả quan, các dự án đầu tư dễ sinh lời và đạt được những kết quả mỹ mãn ngoài sự mong đợi. Cẩn trọng, nên chú ý hơn tới chế độ ăn uống hạn chế các thực phẩm lạnh và thiếu khoa học. Tuổi, ất tỵ, chuyện tình cảm có nhiều khúc mắc. Tuổi, tinh tỵ, công việc thu về thành quả xứng đáng. Tuổi, kỷ tỵ, khúc mắc hiểu lầm trong quan hệ đồng nghiệp được hóa giải kịp thời. Tuổi Tân Tỵ luôn sẵn lòng chấp nhận những thử thách mới. Tuổi Quý Tỵ sức khỏe bị ảnh hưởng, cần nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân nhiều hơn. Con số may mắn số 10, số 5, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi sổ. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ, công việc. vận trình công việc của những chú ngựa trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy, Tử vi ngày hôm nay dự báo người tuổi này sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi từ cấp trên, cơ hội thăng tiến cũng mở rộng đến không ngừng. Đây sẽ là thành tựu xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh. Tình cảm, vận trình tình cảm, tư sản, sự tự tin, chủ động bày tỏ tình cảm với người mình yêu thương mở ra cơ hội hẹn hò cho các cặp đôi. Những người đã lập gia đình cẩn thận trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao để tránh những hiểu lầm không đáng. Tài chính, vận trình ta lọc hanh thông bản mệnh có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ nhiều tới vấn đề tiền bạc cẩn trọng cảm xúc thay đổi tất thường khó cân bằng tốt tuổi chép ngọ tình cảm gia đình không mấy hay hoa có không ít khúc mắt cần hóa giải tuổi bỉnh ngọ kẻ tiểu nhân rình rập nhằm hãm hại bạn tuổi màu ngọ đừng chủ quan với bất cứ dấu hiệu bất thường nào trên cơ thể Tuổi canh ngọ, tránh nên tiết lộ bí mật cho quá nhiều người. Tuổi nhầm ngọ, thiếu cố gắng nên chưa có được bước tiến bộ đáng kể. Con số may mắn số 3, số 19, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 8. tử về ngày của tuổi Mùi, công việc. Phần trình công việc của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy, còn giáp này làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán có cơ hội tìm được mỗi làm ăn mới. Nếu có ý định mở rộng quy mô kinh doanh thì cũng nên nhân cơ hội này để bắt tay vào thực hiện ngay. Tình cảm Phần trình tình cảm khởi sắc, tuổi mùi độc thân có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp, có thể tính tới chuyện xa hơn. Nhưng những chủ dê cần nắm bắt mỗi nhân duyên này nhanh chóng để không bỏ lỡ hạnh phúc của mình. Tài chính, vận trình tài lộc có điểm sáng, thu nhập có dấu hiệu tăng nhanh, nhưng nếu không có kế hoạch tiêu xài hợp lý thì e rằng sẽ không tích lũy được bao nhiêu. Cẩn trọng, chi tiêu không có kế hoạch khoa học nên dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng. Tuổi, ớt môi, sức khỏe dần ổn định hơn trước. Tuổi, tinh môi, đừng bỏ lỡ cơ hội kỳ điểm trong mắt cấp trên. Tuổi, kỷ môi, dám thử thách bản thân, thành công sẽ đến. Tuổi tân môi nhanh chóng hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Tuổi quỷ môi, người độc thân có cơ hội gặp được nhân duyên của đời mình. Con sổ may mắn số 4, số 65, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. Chính, tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Phần trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra xuân sẻ, còn dắp này vận dụng tốt trí thông minh, sự nhanh nhạy, nhạy bén của mình trong việc khắc phục các vấn đề nảy sinh bất ngờ. cấp trên ghi nhận những nỗ lực này và sẵn lòng dành cho bản mệnh những cơ hội thăng tiến trong công việc. tình cảm phần trình tình cảm viên mạng các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu cõi định về ra mắt hai bên gia đình. người độc thân cũng nhanh chóng tìm được một nửa yêu thương sau khoảng thời gian cô đơn lẻ bóng. tài chính Vận trình ta lộc bên ổn, nhưng để an tâm hơn thì bản mệnh nên điều chỉnh lại kế hoạch tiết kiệm của mình để đề phòng những rủi ro xảy ra bất ngờ. Cẩn trọng, nhẹ dạ cả tinh nên dễ trở thành đối tượng bị lừa lọc, bội phản. Tuổi giáp thân, cẩn thận, kẻo bị lừa gạt, tiền mất, tật mang. Tuổi bính thân, thời tiết ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bạn. Tuổi mậu thân, cần tập trung nỗ lực hơn để xử lý hết những rắc rối tìm tới tuổi canh thân giữ thật chặt tuổi tiền của mình đừng dễ dàng tin bất cứ ai tuổi nhầm thân tình cảm đo lửa nhiều mâu thuẫn trạng nứt là điều khó tránh con sổ may mắn sổ 7 sổ 20 màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi tí 10 tử vi hàng ngày của tuổi giàu công việc vận trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khả quan ngày may mắn này chỉ thật sự dành cho những người đang làm trong lĩnh vực kinh doanh và mua bán. Còn những người làm công ăn lương thì cần nỗ lực chăm chỉ hơn nữa mới có sự đột phá mới. Tình cảm, vận trình tình cảm vượng sắc, chuyện tình yêu đo lửa ngập tràn sắc vui khi người độc thân được trao cho cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Bản mệnh đã thể hiện tốt sự thông minh linh hoạt trong cách ứng xử nên dễ thu hút được người đối diện tài chính vận trình tài lộc cân bằng nguồn thu nhập chính chủ yếu tới từ các công việc phụ điều này đòi hỏi bản mệnh phải xem lại công việc tài trái của mình cẩn trọng không sắp xếp được thời gian để nghỉ ngơi hợp lý nên rất dễ kiệt sức tuổi ất dậu thị phi tìm đến hại tránh xa tuổi đinh dậu sức khỏe là vốn quý đừng lơ là chủ quan tuổi kỷ dậu công việc dần khởi sắc hơn tuổi tân dậu có cơ hội hợp tác với đối tác đầy triển vọng. Tuổi quỷ giàu, người độc thân trở nên khép mình chẳng còn cởi mở như trước. Con số may mắn, số 9, số 11, màu sắc may mắn, màu ảnh kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuốt Công việc Vận trình công việc của người tuổi tuốt trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng, đường công danh cỏ điềm bảo gặp phải rủi ro lớn nên con giáp này còn tiếp tục nóng vội bốc đồng trong các quyết định điều quan trọng là giữ cho mình thái độ bình tĩnh khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua tình cảm vận trình tình cảm có bước tiến rõ rệt tuổi tuất độc thân mau chóng tìm được người ý trung nhân trong những lúc không ngờ tới nhất tình cảm chân thành và trong sáng này sẽ giúp cả hai duy trì được mọi quan hệ được lâu dài. Tài chính, vận trình tài lộc ổn định, công việc nhìn chung khó khăn nhưng nhờ khả năng quản lý tài chính thông minh mà người tuổi Tuất vẫn có thể chi tiêu thoải mái. Cẩn trọng, bi quan, suy nghĩ tiêu cực chỉ càng khiến mọi thứ thêm tồi tệ. Tuổi Giáp Tuất sức khỏe dần được cải thiện hơn so với thời gian trước. Tuổi Bính Tuất năng lực được chứng minh cơ hội tiễn xa đang tới. Tuổi Mậu Tuất, gia đình hòa thuận ấm êm. Tuổi Canh Tuất, đừng bỏ lỡ những cơ hội phát triển bản thân đang tìm tới. Tuổi Nhâm Tuất, hãy mở lòng đón nhận yêu thương. Con số may mắn số 77, số 82. Màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi Hợi, công việc Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối ổn thỏa. Suy nghĩ chỉnh chắn, vững vàng giúp cho con giáp này hạn chế được khá nhiều các rắc rối có thể xảy ra. Tinh thần chỉnh trực, ngay thẳng sẽ là điều kiện để con giáp này có bước tiến xa trên con đường sự nghiệp. Tình cảm, vận trình tình cảm đi xuống, mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi có dấu hiệu phai nhạt, thậm chí là rạn nứt vì cảm xúc không còn như thuở ban đầu để trở lại khoảng thời gian nồng nàn đắm say, e rằng sẽ tốn nhiều thời gian và công sức hơn. Tài chính vận trình ta lộc sẵn rõ, chi tiêu luôn ít hơn nguồn thu vào nên người tuổi hài sẽ có khoản tích lũy cần thiết và đáng kể cho mình. Cẩn trọng ngồi làm việc một chỗ quá lâu dễ gây ra các vấn đề về cân nặng và sườn khớp. Tuổi ất hợi nỗ lực hết mình bạn sẽ vượt qua tất cả. Tuổi tinh hài, đề phòng bệnh tật có thể tìm tới bất cứ lúc nào. Tuổi kỹ hài nên trò chuyện thẳng thắn để thấu hiểu nhau nhiều hơn. Tuổi tân hài, bình tĩnh, tỉnh táo trước khi đưa ra quyết định. Tuổi quỷ hài, công việc bộn bề, ngược xuôi, vất vả. Con số may mắn, số 4, số 85, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi dân.